tiếp tục series Cơn Nghiền Theo Cá của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người kit RTO. Thì kit này là một kit nàng tiên cá. Kit này của Nga nha mọi người. Sử dụng chỉ DMC. Mã là M596, kích thước 25,5 x 36 cm. Thì kit này là của Nga nha mọi người. Đây, mọi thông tin chi tiết của nó đều là tiếng Nga hết. Đây nè, chỉ DMC 100% cột tông, vải Aida 14CT. Gồm mà một cái thêm một cái kim nữa. Rồi chat và tờ giới thiệu. Thì đây là tờ giới thiệu của nó. Cái này em mua mua tại stickshop.ru Russia đó mọi người, là Nga đó. Thì cái này giá mua mua mới hiện tại vào khoảng 600 hoặc là hơn một tí, 600-700 ngàn gì đó ha. Thì đây kit mới cứng luôn, chưa bung. Còn đây là phần jack, đây là phần jack ha mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy ký hiệu đây nè, bảng màu 1, 2, 3, nó gồm có 3 bảng màu nè mọi người. Nó bị bấm đó. Nó bị bấm ở đây rồi, một xíu nó sẽ tháo kim bấm ra, là có 3, gồm có 3 bảng màu. Đây bảng màu 1 nè, thấy không? Đó. Bảng màu 2, cái bảng màu, ủa 4 bảng màu chứ, lộn, 4 bảng màu, tự nhiên đi nhìn 3 khung lớn mà bỏ khung nhỏ cuối cùng. Gồm 4 bảng màu nè, 1, số La Mã 2, 3, 4. Bảng màu thứ tư chỉ có 3 màu thôi, một màu đỏ với 2 màu kim tuyến. Thì ở đây á, mọi người có thể thấy là nó có hướng dẫn mình rất là kỹ lưỡng nha mọi người. Đây nè, hai sợi theo chữ thập hai sợi hết, chữ thập hai sợi. Bảng màu 1 có một số màu sẽ theo nửa mũi, mũi 1/2 bằng một sợi, mũi 1/2 bằng một sợi là bảng màu thứ hai luôn. Nhiêu đó thôi. Mình sẽ có hai bảng màu 1 và 2 sẽ theo một sợi. Mỗi 1/2. Trên đây là bảng hướng dẫn mình theo viền. Đây một sợi. Ở bảng 1 số 1. Màu xanh này là một sợi ở bảng 1, ở bảng 1 màu số 3. Đây. Bảng 1 màu số 1, bảng 1 màu số 3. Mọi người có thể thấy ha, rất là rõ, nó in luôn nè. Rồi những chỗ nào theo bảng 1 màu số 2 nè. Để dịp bảng 1 màu số 1 theo 2 sợi. Bảng 1 màu số 4 theo 2 sợi nè. Đó, mọi người sẽ, này là bảng 2 màu số 1 theo 2 sợi đi viền. Mình có thể thấy là nó ghi chú rất rõ cho mình trong từng cái ký hiệu ha. À quên, ở đây mình còn có một bảng màu pha màu nữa nè mọi người có thể thấy. Ví dụ như là bảng 1 màu màu 3. Một sợi bảng 1 màu 3 cộng với một sợi bảng 1 màu 4. Đây, bảng 1 màu màu 3, bảng 1 màu 4. Đó, mình sẽ theo theo. Nó nói chung là ở kit come in thì nó ghi chú rất là kỹ ha mọi người. Còn đây là phần check đó, check mọi người có thể thấy đây. Mình sẽ thiêu từ đầu ta, à dĩ nhiên mình phải thiêu từ cái đít con cá lên rồi. Đó, hai cái check, cái này là đầu đầu cá. Trên ảnh bìa mọi người có thể thấy đây, do mình theo ở trên vải màu cái này xanh đen đậm lắm nha mọi người. Quay lên thì tưởng màu đen, ủa mà nó màu đen hay màu xanh đen vậy, tại trong phòng nó nhìn không
màu xanh đen rất là đậm luôn đó. Mọi người có thể thấy đây, theo nó sẽ bị hở chân như thế này đó, thì cái này mình phải chịu thôi nha, chứ không có cách nào mà cứu chữa được hết á. Tại vì cái này là bản 14CT mà, nên là mình chỉ có thể cố gắng hết mức thôi, chứ không thể nào mà theo kính mít không có xuất hiện cái lỗ đen nó được. Rồi, bởi vì cái chỉ này là chỉ DNC đó, nên là nó sẽ hơi mảnh so với chỉ Trung Quốc thường ha. Đây là toàn bộ kit RTO. Theo xong nàng này lại theo thêm nàng cá nữa. Rồi, kết thúc video tại đây. Chào cả nhà.